cái clip này kể chuyện có một ông anh kết nghĩa, chơi nhau cũng mấy chục năm, cũng hai mấy năm, tên là Hoàng Huy Hoàng. Khi cái clip này ra thì tất cả những kia ở dân vùng Silicon Valley này, những người làm công ty điện tử đều biết tên ảnh, tên là Hoàng Huy Hoàng. Người một trong những người Việt Nam nổi tiếng nhất, làm lương cao nhất, chức vụ cao nhất trong ngành vi mạch điện tử ở vùng này. Đó trong ấy là ngoài kia chắc cũng có người hơn, nhưng mà so far mình thấy có mình ảnh. Thì khi ảnh chết cách đây khoảng 2 tháng 3 tháng, rất là đau lòng là Việt Nam mất đi một nhân tài. Kiếm người như ảnh cũng khó. Trước chú tính đem mấy công ty điện tử cũng phải tính nhờ ảnh để mà về bản, nhưng mà ảnh chết đột xuất. Thì nó tóm tắt lại cái chết rất là đột xuất của một nhân tài rất là giàu có, bỏ lại số tiền rất là lớn, khủng khiếp. Thì có một ngày cách đây khoảng 3 tháng, có thằng em tên là Tùng Nguyễn làm cho hãng Maxon. Thì xưa ảnh cũng là làm Maxon, rồi ảnh bán Maxon cho tụi Trung Quốc. Trước tiên á, ông apply material VP, chức rất là cao, rồi xong cái nhảy qua bên Novellus, thì bán Novellus cho Lam Research. Thì bán cho Lam Research xong nhảy qua Maxon, ông bán Maxon cho, tức là những công ty lớn mà ông mua bán như là đồ chơi vậy đó. Một cái công ty của người ta tỷ tỷ mà ông bán vậy, thì một người này rất là quan trọng. Cho nên hôm nay có clip nói về ảnh, xin lỗi anh. Trong hồn anh chắc cũng không có ấy để kinh nghiệm cho người đời hiểu giàu sang phú quý cũng chẳng có nghĩa gì, vô thường lắm. Rất là mạnh khỏe, không có bệnh gì hết, thử máu ra không có cao máu chẳng gì, ngày uống chừng một chai XO là chuyện nhỏ, không có gì hết trơn. Rất là mạnh khỏe, đi vừa làm công việc. Thì cái công việc cuối cùng của ảnh là đang ở Singapore, ảnh làm chức phó tổng giám đốc ở bên đó đó. Hiền Tùng ơi, nó gọi nói anh Kiệt, anh Hoàng chết. Mình cũng không tin, ổng mới vừa gặp Kiệt có 2 tuần trước đó, về San Jose. Đầu tiên là xuống máy bay là gọi Kiệt trước liền, hẹn gặp nói chuyện. Sau đó 2 tuần sau là Tùng gọi, nó không chết, không tin. Kiệt nên không tin, mạnh khỏe, cháu không bệnh gì sao chết. Thì nó đi exercise, đi bộ với gì ta, anh nó tên gì quên. Cái đi bộ cái mệt cái về nằm cái chết trong khách sạn, trong cái nhà của ông. Ông ở Singapore, ở Mỹ nhưng mà làm việc bên Singapore ở bệnh. Rồi lúc đó thì người thì nói là bị stroke, người thì nói bị này bị kia. Thì nghĩ ông này là chức cao, liên hệ giao thiệp lớn quá, thì có thể bị mấy người Trung Quốc nó cho một hai con corona nhẹ nhẹ đi. Không tin ông chết kiểu đó, mà cũng nghe tin xong cũng buồn, rồi ngồi cũng khóc có tiếng đồng hồ. Tại vì ngày xưa lúc mà ảnh ở bên Boxy tiểu bang kia kìa, qua Cali, thì những năm đó gái mình mới có cái thôi nôi thôi, thì có mời chồng anh đến. Thì hôm nay gái mình 28 tuổi, anh em nha cũng 27 năm rồi. Hôm qua đây cũng lại mà quen từ đó. Cái làm ở đám ma rất là linh đình ở Singapore. Mấy chủ rồi ổng đi vô Intel này xem xanh là chuyện thường, không có người nào mà có khả năng này chứ. Nghĩ là từ nay tới mười mấy chục năm sau chắc cũng khó kiếm người được như vậy, rất là tài. Những lời Kiệt nói thì ai cũng biết nó nói tên thì cứ kiểm chứng. À,
bển thì khi đám ma cũng có mấy ông bự chính phủ Việt Nam đi nữa đó, rồi có chủ cả rồi đi nhiều. Trong lúc cái chuyện là vậy, lúc đám ma thì xác còn nằm bển, cái đây cái rồi cái mấy trong bang mấy anh em mới ngồi xuống ngồi thiền thuốc, kêu ông tới. Ông tới thì lúc đó ông mặc hiện lên về, mặc cái đồ vest cũng màu vàng vàng da bò, thì giống như lúc cũng sống mình cũng thấy y như vậy. Về cái cũng tươi tỉnh, ông biết ông chết nha, mới có mấy ngày ông biết ông chết. Liệm bên kia đang đám ma ông mà ông về Mỹ ông chơi, cái mời góp 3 ly rượu SO hiệu Martin luôn, mời ông nóc vô uống chết, mà còn khoái uống SO nữa, ở bờ cái đó uống có thị thôi, xỉn rồi thiệt luôn nữa. Không đây nói chuyện đủ thứ hết, nhắn nhủ lại nói lại với vợ con với gia đình má ảnh tùm lum á, nhắn một đống. Tại vì có cơ hội tiếp xúc được với người cõi dương á, thì mà những lời chưa nói được thì nói, tại chết cũng bất kỳ tử. Kiệt hỏi anh chứ anh bị gì anh chết, ổng nói chắc tới số, thật sự ông chết mà ông cũng không biết người ông chết nữa. Cũng không ai làm gì à, tự nhiên cái rầm đi vậy đó. Thì câu chuyện chút xong thì mình sẽ hiểu lý do ông chết. Thì nhắn nhủ bỏ lại đâu cũng khoảng 300-400 triệu đô á, giàu dữ lắm mà đang mạnh, không có chứng bệnh gì hết, bình thường không có bệnh gì hết, không có khám bác sĩ gì hết. Làm lương năm cỡ 1 triệu mấy 2 triệu á, đây đâu có ai làm lương cỡ đó, người ta làm 50.000 đô người ta mừng, ổng là 1,5 triệu 2 triệu mới chịu làm lương năm, tài hoa mà. Chế việc 27 năm mở Thiên Long Sơn mời ông lên chơi, nó là chỗ này thờ Phật, anh đừng có uống rượu nghe, uống nước trà rồi thôi. Có một lần cũng lên nghe, còn lén bỏ chai rượu vô trong cái bình nước ngọt nữa lên chả uống, trời ông nội. Nghĩa là đi với mình cũng khuyên anh là anh giàu rồi, ông lớn chỉ có 5 tuổi nha, còn không có già lắm, không có 5 tuổi, xíu công đức tâm linh này, không tin vậy. Mình biết có ổng là cũng là ông tiên đi xuống á, tiên tiên xuống chứ, khi mà ở đời sống nó thành công quá, vật chất tiền nhiều quá, người đời đi đâu á cũng cúi đầu rồi chào rồi đó, tự nhiên cái quên Phật liền à, ai mà được mấy cái đó là bảo đảm không bao giờ nhớ Phật, cam đoan luôn. Mình khuyên hoài nó ở đó, anh em xây núi thì anh tặng cho em cái tượng rồi đấy. Không có vụ đó. Khi ông mất thì đó, nghe lần đầu tiên về bên Singapore đang liệm thì mời cái dông ông về ngồi nói chuyện, nhắn nhủ đủ thứ, nói là anh chết nhưng mà mốt anh cũng sẽ theo gán giúp em, nói như đạo Phật. Ông sống mà không giúp, ông chết chứ họ sống mà không làm chức bự chứ, mình cũng không nhờ, tánh của mình cũng kiên cường lắm mà, nào duyên tới thì làm, còn không tới không có năn nỉ, đầu gối tôi không có năn nỉ ai, phải quỵ lị ai xin đồ làm hay là mượn tiền ai, cả đời không có chuyện đó. Không mấy em đi về bển thì đám ma bên Singapore có khoảng 3-4 tuần, thì lúc đó chị Thủy là vợ anh đó. Này nói cho chị cũng nghe luôn, sẵn có duyên nói luôn chứ ông nhắn nhiều quá rồi, chị không tin nói lại à, ngày em này khùng nữa cũng cũng tội tôi tình thiệt, tôi nói thiệt chứ không có ăn ai đồng nào, nhắn mà không nói lại mình cũng thấy khó chịu nè. Mà nói vợ không tin, gia đình không tin thì sao mà nói, tôi nói chuyện chồng tôi không được, người kia sao nói chuyện nhầm được. Cái chuyển xác từ Singapore về về tới ốc hiêu, tức là San Jose có nhà hoàng ốc hiêu đường Thuli á, thì bữa đó thấy cái ngày mà giống như ngày đi chôn ổng đó, ngày mớp đầu liệm chưa chôn, và bữa đó mới liệm thì dưới đọc kinh, ta đang đọc kinh thì ở đây cũng ngồi triệu ông tới,
Triệu Tế thì lúc này khác nha. Này có hai ông thiên tướng cao nhiều nghịu, cỡ bằng ba thước nữa, đi vô kè ổng. Lần này là không có tự do. Hồi bữa hổm mấy tuần trước lúc mà liệm bên Singapore còn tự do nha. Lần này là có hai ông kè, hai ông kè mà đúng ra ông không có được đi gặp, nhưng mà dầu sao hai ông đó cũng chắc quen với mình ấy, vậy nể cho nên dẫn ông tới, dẫn tới gặp, gặp ngay ngồi nói chuyện. Lần này cũng như lần trước mình đâu có biết đâu, góp ba ly SO mời anh Hoàng uống. Lần này có thêm Tùng nữa, Tùng á, thằng mà anh em mình nó làm mắt xanh, Tùng Nguyễn á, ngày mốt kiếm nó gọi hỏi thì có không ơi. Cái lần này ổng cũng ngứa miệng làm sao không biết, ổng gán vô mình để mà ổng mượn cái xác nói chuyện mà vô ông nổi, mình cảm thấy có gì có đẩy ra liền. À, đâu có ai muốn chơi trò này được, gì đâu phải dễ xưa giờ không có vụ này. Xong cái ông cũng nhảy qua bên Tùng, thì Tùng thấy lạnh tay lạnh chân đồ này kia, tức là ổng không có muốn nói chuyện vài chữ, không muốn nói cho đã hay sao không biết, cũng không đi vô được. Cái đầu ông nói, đúng 9 giờ là ông sẽ không còn ở thế gian nữa, không có còn ở chỗ đó nữa, tại vì hết giờ phải đi rồi, hai ông này kè phải đi. Mà lúc đó là đang ngồi là khoảng 8 giờ mấy rồi, còn có mấy chục phút nữa thôi. Mà ông đã nói vậy rồi, ông không còn ở đó nữa. Ở đó chỉ là có cái xác với ai lại ai khóc vậy đó, là không có ổng đứng đó chứng đâu. Mà nhân kia đâu có biết. Rồi lần này góp ba ly rượu. Thấy cũng nhìn nhưng mà không dám uống. Tại biết làm sao? Ổng nói hai ông dữ quá không có cho uống. Thôi kiệt, cho anh xin ba ly nước lạnh thôi. Thế nào? Lấy ba nước lạnh, lấy cái chai nhỏ gót ba ly để uống nước lạnh. Chứ kỳ này không dám uống rượu, mà lúc ông sống uống dữ lắm, chết cũng nghiện rượu dữ lắm á. Mà ở đây thế gian mình nghiện gì mình chết nghiện đó nha, nó cũng y vậy thôi, không khác gì. Không, cái ba nước lạnh, uống ba nước lạnh, nhắn nhủ một đống này nọ đủ hết. Rồi kêu mẹ này chuyện cá nhân thì cũng nhắn gì mình đâu dám nói đây đâu. Thì bữa nào gặp gì vợ ổng gì thủy mình mới dám nói, vợ ổng không tin nữa. Xong cái hai ông đó là không phải là ở mình đó, mình tưởng là đầu trâu mặt ngựa, thì cái này không phải hai ông đầu trâu mặt ngựa, hai ông tướng mặc đồ màu xanh nha. Kè đi mình mới biết là ông phạm một cái lỗi gì á với thiên đình, cho nên bị phạt đi về sớm. Sau này mà từ từ mình hỏi mấy cái đó là chuyện cá nhân, mình không dám nói ông bị lỗi gì, nhưng mà phạm thượng nghe đi đó. Chứ ở trên á cũng cho mỗi người có thời gian mang cái xác phàm khó lắm, còn khó hơn con rùa mà đội lên đụng gốc cây nữa. Đang phạm bị phạt đi về sớm rồi, để trả chắc này đi đem đi về phỏng vấn. Thì lúc đó hai ông vẫn đi dù tới bữa nay cứ kêu lại cũng không được. Tại khi mà ở trong khi vừa mất trong 49 ngày mình muốn kêu lại nói chuyện với ổng, mà khi cái người đó mà bị đọ hoặc đi đầu thai hay đâu á, không có kêu được, không có cách nào nói chuyện được, trừ khi quan trọng làm sao đó. Chứ không còn thảnh thơi bên kia như mình thôi, vô cửa sắt rồi đâu có đi ra được, đâu phải dễ. Muốn ra phải kiếm công an hỗ lộ đồ làm sao, này khó lắm, không phải nó ra được, khó. Em đi thì từ bữa giờ em đi biến luôn vậy đó. Thì tóm tắt lại, một người rất là giàu, rất là có tiền, một câu chuyện ngắn này nhưng mà mình mới hiểu đời rất là phù du và sự thật. Đó là kinh nghiệm, những cái gì, những clip mình nói là điều là có thiệt xảy ra trong đời thì mình mới dám nói. Thì đó, mình có ông anh vậy.
kết nghĩa chết nhị đó, mà ổng rất là cũng ổng chỉ là ham chơi thôi chứ ổng hiền đàng hoàng chứ ổng không có như người ta. Thì huống hồ chi những người mà không hiểu mấy cái này, rất là nhiều người đang bình thường ngã cái rầm đi, ngã cái rầm đi như là sung rụng vậy. Những chuyện ông nhắn lại để nói với vợ con gia đình với má ông đồ mình chưa cơ hội để nói nữa. Nói người ta cũng không tin mà làm gì nói chuyện được với ma. Thật sự không phải ma, mình nói ma không có đúng cái danh từ đó, mình phải gọi là người mà không có âm thân tứ đại chân. Còn người người dữ chết thành ma dữ nghe, nhất là mấy nhỏ trẻ trẻ chết thành yêu á, yêu tinh. Còn người người hiền cũng vẫn là hiền. Còn nói về cửu quyền ai cũng phải thờ ông bà mình, cửu quyền mình nó chết đâu phải ai đâu, cũng còn lãng vảng ở mình đó, nên thờ cửu quyền cái ông địa đó, nên thờ đây mà mấy tại mấy người đó là sát với mình nhất á, chấn tà chấn này đâm kia chứ. Mỗi lần mình khấn là cửu quyền mình giúp với ông thổ địa rồi giúp, chứ còn Phật đổ trên xa bận đó, mỗi chút ai khấn trên thế gian này ngày có mấy triệu người khấn đâu có rảnh đâu làm hết, nên cửu quyền mình là sát với mình. Nhưng mà ngược lại cửu quyền mình thấy mình làm bậy á, cũng làm cho mình mất của mất tài để mà mình hiền lại, mục đích họ biết là nghiệp. À, không có tiền không tạo nghiệp, có tiền tạo nghiệp. Thôi tóm tắt lại thì đó, hoàng quy hoàng bữa nay cái clip này thì kể con anh nó mất. Thì khi người mất không có không phải là hết, mất là tiếp tục cuộc hành trình khác có thể là hay hơn. Có những người như movie star rồi này nọ hay những người nổi tiếng người ta chết trẻ, không phải đừng tạo nghiệp, người ta chỉ xuống đóng vai khúc đó, người ta chết sớm, người ta đi đi qua bên kia, người ta đầu thai lại, người ta đóng vai khác, tức là lợi cho xã hội nó có những cái vai vế như vậy, chứ không phải ô nói ông đó Michael Jackson sao chết sớm, không phải, nó chỉ làm nhiều bản nhạc đó rồi cái vợ đầu thai là nhỏ cái mốt nó làm bản nhạc đời mới vậy đó, tức nghĩa là đóng vai thôi. Người chết sớm không hẳn là phải là mất phước đâu, không phải như vậy. Như mấy ông tướng cũng vậy, giống như vua Quang Trung mình á, chết sớm nhưng mà ông lại đóng vai vua khác. Ta chỉ cần ông đóng một khúc vậy thôi, như y như là người đời đóng phim, ai đóng phim giỏi tôi cần khúc, đóng phim dở thì tôi cần nguyên nguyên bộ. Đóng sống tới 100 tuổi mà nghèo hay là thiếu thốn khổ dữ lắm. Hạnh á, hay gì là Phật nó hơi lạc. Clip nhỏ nhỏ có kể chuyện ông anh, chuyện nói thiệt. Thì mong các anh chị nào mà có hiểu về chuyện này đó thì muốn gì cứ gọi mình liên lạc mình nói tiếp đó, chỉ sơ sơ vậy thôi. Một nhân tài của Việt Nam đi một cách đột ngột làm tôi cũng buồn. Một